Chào các bạn. Good morning. Bây giờ là 7 giờ rưỡi sáng. Bà Tám mới ngủ dậy. Bà Tám đã dọn giường xong xuôi. Tối hôm qua đi về nhà là 1 giờ diễn xong. Ăn uống 1 giờ đi về. Không biết mấy giờ ngủ luôn. Bây giờ là mình đi ra ngoài, mình coi quang cảnh của khu nhà Thu Anh nha. Vali là kia tắm xong rồi nè, đó, xoan xong rồi. Bây giờ là đi ra xe là đi lễ xong rồi mình đi ăn trưa rồi mình đi ra sân bay luôn. Coi quang cảnh ở đây. Đi ra ngoài nha. Trời nắng. Trời ơi nó lạnh. Trời ơi lạnh quá. Trời ơi chết, trời ơi lạnh quá. Các bạn ơi. Thấy bà lạnh. Mà cái quần này nó hơi lạnh. Mà cái quần này hôm qua tắm đi máy bay thì nó ấm hơn. Trời có cảnh nè. Yên tĩnh như sợ luôn. Có chim hót. Lá này là lá gì vậy? Lá khô rồi. Cây đẹp quá. Cái tàn cây. Hòa wow, hai cái tàn cây. Đẹp ghê không? Cửa. Sợ đóng cửa lại lắc vô không được. Không có đem theo điện thoại gọi. Ôi đây còn có hàng đá. Chùa không có một bóng xe. Mà cũng không có một bóng người nữa. Lạnh quá các bạn. Chắc ta phải đi vô quá. Nhà ở đây giống nhau không nè. Nhà xây giống nhau. Thôi đi vô đi các bạn ơi. Biết sao lạnh quá. Lạnh quá. Nhà không có thấy ai. Ở trong nhà mình quay ra nha. Để quay từ trong nhà quay ra. Thôi đi vô phòng đi. Vô phòng gọi điện thoại cho Thu Anh. Ủa, Thu Anh đâu anh? Cầm cổ nè, cái cà phê miễn nè. Thôi em không uống cà phê, cảm ơn anh. Nhiều quá. Nhiều quá. Trời ơi, trời ơi, nhiều quá. Xíu ơi. Xíu ơi. Ủa, có mình tan hả? Có mình tôi ăn hả? Bà ăn hủ tiếu, tôi ăn cái khác. Ăn cái gì? Tôi ăn có mày đó rồi đó. Tôi chút xíu rồi nha. Gì ít vậy? Hổ xíu rồi, vô kênh. Được rồi. Gì chút xíu rồi. Được rồi, được rồi. Nè, Thu Anh làm hủ tiếu với Tám nè, đó. Rồi sáng sớm mở nhà và nghe là vui chưa? Cho ly nước cam nè. Cà phê không biết uống nè, cho ly nước cam. Để đem vali này kia ra ha. Ăn học ăn xong mình đem vali lên xe luôn ha. Đó, người đẹp Thu Anh luôn. Làm cho bà Tám một tô. Tiếu. Thánh kiều, thánh kiều. Rồi chúng ta chào tạm biệt căn nhà của Thu Anh. Chúng ta đi. Chúng ta đi lễ đây. Hả? Chị thơ ở gần ha, đây là nhà âm thanh đầy đủ cho hai mình. Hát hò, múa.
Nhưng mà yêu nhà có khác mà không? Nhà bà Tám còn không có mấy này nữa. Đi, trễ rồi. U già ơi, lạnh quá ông nội ơi. Hôm bữa con lấy microphone thôi. Ừ. Thấy thơ qua cái sắm thêm cái microphone nữa. Cuối cùng không làm gì được. Hôm nay có ông xã của Thu Anh chở đi. Đội nắng ghê. Hai cái phone em theo này. Ủa cho hỏi Thu Anh là ở đây là nhà thờ là lễ này là lễ Mỹ đúng không? Lễ Mỹ hả? Mỹ. Là ở đây mình không có lễ Việt Nam luôn. Lễ Mỹ hồi nhà thờ Mỹ. Nhưng mà người Việt Nam á, một năm tổ chức hai lần thì phải mời cha đến. Mời cha ở xa tới á. Mà cha ở xa tới thì mình giáo dân Việt Nam đi không? Không có Mỹ. Thờ Mỹ không? Mỗi lần chủ nhật đi lễ là đi lễ Mỹ thôi. Cha giảng tiếng Việt thì cha có đồ ăn mình người Việt mỗi người mang món vậy đó, giống như là potluck đó ha. À. Ngày cô anh là... cái thức đêm này bắt chí coi luôn á, cảm thơ. Vậy á hả? Yeah. Bắt thức đêm ơi. Tại vì bên đó 10 giờ đêm bên đây là 12 giờ 1 giờ gì rồi đó. Ồ vậy hả anh? Thôi thôi coi để ngủ luôn. Đúng rồi, bị cái giờ á. Nhà thờ của mình là đi nửa tiếng à, 20 phút rồi. Ở đây nó nằm ngay giống như là thung lũng nó vây quanh bởi núi, nên là mình đi hướng nào cũng phải đi qua đèo. À, nhưng mà hôm qua thơ với Thu Anh đi qua cái đèo khác. À. Hôm nay đi qua đèo khác thì mình đi hướng khác. Nhưng mà muốn qua đó. Nhưng mà chỉ có một đường thôi. Nếu mà có chuyện gì là mình không về nhà được luôn. Mấy đường qua nhưng mà phải qua đều qua núi hết. Đều qua núi hết hả? Cho nên là hôm bữa thì tuyết á, trận tuyết vừa rồi á, đóng hai cái đèo này. Ai muốn đi là phải đi ra lắm hả? Còn là cũng có đường vòng đi chứ không phải là không có đường. Ăn rồi ngủ ở đó luôn. Chung lên
giường nhỏ xíu. Cái giường nó chút chéo à. Có luôn hả? Có, cái gác của thơ thì nhớ mà. Ừ, biết nhớ cái gác thôi. Cái gác nhỏ xíu mình nó thấp mình nó nóng á, bằng tôn mà. Ủa mà có lên trên đó luôn hả? Nhưng mà nhớ là hình như mình lúc đó mình đứng lên á là không có được cái trần luôn. Ờ, cái trần luôn gần mình luôn á. Ừ. Công nhận ghê vậy mà chín người lên trên đó ngủ á. Chín đứa con á. Mình nhớ hồi đó mình nhỏ xíu mà mình đứng đụng cái trần luôn ha. Vậy là mấy người lớn lớn chắc người ta cũng không có. Nếu mà ai mà cao á, bạn không á. Vậy mà tôi nằm mơ tôi thấy cái nhà đó hoài nha bà Thu Anh. Wow. Tôi nằm mơ tôi thấy cái nhà đó hoài luôn á. Cái ký ức á, ký ức của mình là nhỏ. Thôi qua đây đi tu với tôi. Anh nghĩ sao anh? Thu Anh nó rủ em qua đây tu với nó thì anh nghĩ sao? Anh nghĩ em tu nổi không? Hay là em qua em rủ nó ra núi luôn? Anh Chí anh ngồi ảnh đang ngồi họp mà thơ bá ừ cái chắc anh Chí anh xỉu. Thôi chiếu đường bây giờ chiếu mặt đi, chiếu đường hoài. Cũng sắp tới rồi, qua cái đèn đỏ này. Nhà thờ bự không? Thời này cũng bao nhiêu năm anh, 50 năm không? Nhà thờ này lâu rồi. Đúng rồi, ít nhất cũng ở đó đấy. Chắc 50 năm tuổi rồi, ít nhất đó. Ủa này cũng có cái nhà thờ nè. Ở đây ở bên vùng miền Nam này á, họ gọi là Bible Bell. Có nghĩa là nhà thờ rất nhiều. Mà người Việt mình không có được cái nhà thờ nào ha. Không mà tại vì ít người Việt quá. Sao được? Không đủ người Việt cũng mà không đủ. Tự nhiên làm cái lễ người Việt có mấy người đâu được. Quá ít người Việt luôn, phải tập trung nhiều mới được chứ. Nhà thờ. Có lễ em vậy sao thôi? Hay em ru vậy? Ôi sao lạnh quá. Quá. Chạy hả? Nó đợi mình qua nó lạnh chơi vậy đó hả? Thank you.
this life, in heaven wins your kingdom. There we hope for joy forever, the fullness of your glory in Christ our Lord, who will you bestow on the world all around. Mới xây một chỗ mấy á. Đúng rồi. Mới xong. Còn người cha là bên đây. Đó người cha là bên cái màu hồng hồng á. Màu đặc trắng á nè. Vô cũng đẹp á. Mày á hả? Ừ, cái chỗ... Nhà nguyện hả? Chầu mình thánh chúa. Chầu mình thánh chúa. Thôi có chầu không? Đây, mình thánh chúa đó. Nghe nói là hình như là lúc mà Đức Giáo Hoàng mà đệ nhị á. Mất rồi đó, qua đời á, thì để lại không nghe loáng thoáng vậy thôi à. Để lại là từ lúc mà Đức Giáo Hoàng nói là mình thánh chúa là lúc nào cũng phải có người chầu để mà trông coi chứ không được để trống. À hiểu rồi. Nên giờ mỗi người á là nên đi vô đó chầu mà đêm cũng vậy luôn, lúc nào cũng có người trông coi để mình cầu nguyện. Thì trong này á hả? Ở đây nè. Chút nữa mượn cái phone thôi rồi. Mình vô mình vô được không? Hai mình xe phải không? Mình quen vô, hả? Phải em. Hai. Em xe khách hơn. Fan luôn hả? Trời ơi. Ê chà thờ bà. Hôm qua em có đi, không đi coi hết hả? Hôm qua cắm chân em bị nè. Họ bị gì vậy? Nó phải đi, bị cái phone nó gập xuống. Trời đất ơi vậy hả? Đi canh thơ lắm nè. Thôi đi về đó. Ok. Mai mai lại gặp ôm trái chứ. Ôm canh thơ cho cậu ui. Hai anh. Ngày nào cũng coi hết. Ngày nào cũng coi luôn. Ôi coi. Ghiền canh thơ. Cảm ơn chị. Bây giờ mới gặp ở ngoài á. Wow. Trẻ.
bạn kia chú chắc không ơi, biết cam tao là mình cố gắng mình đi rồi không biết không biết chắc qua nữa. Dạ, ok, cảm chào chị nha. Cảm ơn, bye bye. Cảm ơn dễ thương quá. Vậy cảm ơn. Đầu tiên gặp ngoài á, trong miếng nhảnh quá, ngoài thấy tầm luôn. Rồi bye bye. Ở ngoài mới gặp sao nhí nhảnh được. Chưa quen lắm dám nhí nhảnh đâu. Ồ, đây. Chưa thấy cái nhà thờ nào mà nó nhiều con nít đến mức độ đó luôn á. Đón giật đi lễ chưa giờ thấy cái lễ nào của một cái nhà thờ mà con nít nhiều vậy luôn á. Thôi nó khóc tá lạ quá trời con nít luôn. Công nhận ở đây người ta dắt con nít đi theo đi lễ đông thiệt luôn á. Sao? Thì cái thằng bé đó 19 tuổi tự nhiên lần đầu uống bia. Trời đất ơi. Từ hai đứa đang trên đường đi, mỗi đứa tiểu bang khác, hai đứa đi. Không có liên quan. Là cái thằng đụng nó chết. Thì bây giờ ở cái tù chắc hai mấy năm đi. Trời đất ơi. Mà lần đầu uống bia luôn. Lần đầu tiên uống luôn. Nó uống 19 tuổi ai cho uống? 19 uống được uống rồi. Ê, đó, 21 mới được uống chứ. Uống rồi. Nhưng mà nó 19 nó mới bị ở tù gì. Coi như chưa đủ tuổi mà uống bia rồi còn đụng chết người đúng không? Mà lúc nó đụng nó sợ quá nó chạy ra khỏi xe. Vậy hả? Người ta
Mà mấy là cũng đi xe, hai người đi xe đụng nhau. Chắc nó uống nó không có control được gì. Mà cha mẹ nó nói là bây giờ nó hoang lắm, nó hình như là tiểu bang Tennessee không phải là. Mà trên đường đi về đây, còn con bé này cũng đi học ở Auburn á, là trường đại học cách đây mấy tiếng, cũng đi về thăm gia đình cái dịp lễ á, dịp break á. Tội quá ha. Các bạn, để kể cho các bạn nghe cái này. Đi lễ người nước ngoài á, trời buồn ngủ dễ sợ luôn. Chưa bao giờ mà đi một cái lễ mà nó buồn ngủ như vậy á. Thu Anh, bỏ đây. Chưa đi lễ nào mà tôi buồn ngủ như vậy á Thu Anh. Tôi buồn ngủ mà tôi quay là tôi nhìn bà tôi thấy bà ngủ luôn. Tôi buồn ngủ mà tôi đâu có ngủ được, mà nhìn qua bả, bả nhắm mắt bả ngủ. Bà Thu Anh nha, tôi chưa kể tội mà anh Thu Anh nó đi lễ mà nó ngủ quá anh, nó ngủ gục quá anh. Không ngủ nhưng mà nhắm mắt để rest thì về phạt nó đi anh. Hôm qua là lâu lắm rồi mới thiếu ngủ trầm trọng. Thu Anh nó nói lâu lắm rồi nó mới bị ngủ ít vậy, cho nên nó vô nhà thờ nó ngủ gục. Tôi quay qua tôi thấy bà là bà ngồi bà nhắm mắt bà ngủ. Là nhắm mắt để rest mắt đầu cày mắt. Rồi mà nhà thờ con nít quá trời con nít luôn. Bà nhớ bà nhớ hồi đó tôi với bà đi nhà thờ làm sao? Đi nhà thờ Nguyễn Sĩ. Nhớ làm sao nhớ làm sao? Hai đứa cứ nói chuyện đứng bên hông chứ. Không, hồi đó đi lễ toàn là đứng bên hông không mà đạo cái bằng đạo vòng á, đạo vòng vòng đó đi vòng vòng rồi đứng toàn là bên hông nhà thờ Quận Sĩ á, ngay chỗ cái cầu thang á. Đứng ở đó không á, nhớ đứng đó không á, mà không có đi vô trong nhà thờ, đứng ngoài không à. Thôi có đi nhà thờ đứng bàn với tôi đâu có nhớ. Tôi nhớ tôi đi nhà thờ Quận Sĩ với bà lúc còn nhỏ đó. Tôi thì hay đi nhà thờ Quận Sĩ với bà, nhưng mà tôi là chính thức là đi nhà thờ từ nhỏ lớn. À, thờ thứ bà hả? Lúc bà quen tôi bà mới đi Quận Sĩ hả? Ừ, em vui á. Nhưng mà tao không có đi với tôi đi nhà thờ bà. Nhớ nữa. Như đó tôi không có đi nhà thờ bà nhiều, tôi chỉ đi nhà thờ Quận Sĩ nhiều thôi à. Có đi vô hát thì hát nhà thờ Đức Bà. Cái sau này nè, sau này mới đi nhà thờ Đức Bà. Lúc đó cũng đi Mỹ về mới đi. Chứ hồi đó toàn là đi Quận Sĩ không à. Công nhận á. Lúc đẻ mới đẻ bé kép cũng đi Quận Sĩ. Lúc tôi với ông Quang á, lúc mà đẻ bé kép là cũng dắt bé kép đi nhà thờ Quận Sĩ không. Dạ yeah. Thôi vô đây coi xem chút xíu đi. Quay cái này quay xuống hình xuyên xuân hết hồn hay đây đến đây ngắm hoàng hôn vậy hả? Chiều cái dính giờ hoàng hôn á. Chiếu nè có mấy cái đường trail để đi hike á, đi hike cận á. Tôi với ông xã cũng thỉnh thoảng leo mà đâu có leo lên hết đó được đâu. Dạ rồi leo uống nửa rồi đứng thở không đi xuống. Chỗ ngắm hoàng hôn á. Hoàng hôn hả? Nếu mà ai dậy sớm thì còn không, nó có hai hướng đi trail. Cái trail này đi một hướng đi xuống. Thu Anh chưa bao giờ đi, nhưng mà đi hướng lên á đẹp lắm, núi lên giống như mình đứng giữa những cái mỏm núi như vậy đó. Đó đi trang vậy đó, ở trên đây nè. Thu Anh với ông xã đi leo đó, hai đứa hấp hôn. Đó hấp hôn cái đi mẹ. Hiểu hấp hôn là gì? Hấp hôn là hấp tình yêu hả? Hấp hối hôn mà hấp hối. Đi xuống quay chỗ này coi. Ôi nó sâu quá ha, hơi cao á. Ở đây lãng mạn lắm, lãng mạn ghê. Thung lũng mỏm đá thung lũng. Ở bên đây có một cái ghế đá công viên. Ghế đá công viên rời ra đường phố. Người già có gió nằm hiu thiu ngồi
bà Thu Anh đâu rồi? Sao? Có sự tích gì đây không? Có ai gì yêu mà hy sinh mạng sống ở đây không? Có không? Tôi không biết nhưng mà có truyền thuyết gì đây không? Có truyền thuyết hai người yêu đi lên núi leo núi rồi thơ muốn biết chuyện chết bên nhau không? Thơ lại muốn biết bộ phim Anh Yêu Em Yêu Anh rồi tiếp. Bộ phim á tôi đóng lâu lắm rồi, lâu đóng nữa rồi. Nếu mà muốn ghê hơn á hả, tại hồi đó nó không có cái sông này. Đâu? Lại đó mình phiêu nó còn, mình phiêu giống như xuống vực thẳm vậy đó. Đâu chỗ nào đó? Đi qua cái hàng này rồi. Nghe hàng hoang để tôi nhìn cái bên này coi. Đứng đây đi. Ôi ghê chưa? Trời ơi, đá không ở đây nó đang làm landscaping á, hoa làm gì? Cỏ hoa này à, làm cho người ta tham quan chơi á, đẹp á, công viên cái gì lãng mạn không? Ừ, lãng mạn. Cái này nó trượt chân một cái là nó té xuống luôn, cái này là đụng đá đụng đồ lâm luôn á nha. À, nguy hiểm quá. Ê, mà Thương Anh nó sợ. Ê, nói nghe nè, chỗ này sao nó không rào cho nó an toàn ha? Ừ, thấy ghê ha. Sao, sao để không có rào nè. Ghê không? Bên đây thì nó rào. Bên này rào mà bên này không rào. Đó, ai buồn gì? Buồn cứ nhào xuống làm sao ta? Đá không à? Ủa sao ở dưới nó đá nó rớt từ trên này rớt xuống à? À Thương Anh. Không? Thì đó. Lâu cũng có đá rớt đó nha. Vậy hả? Có một lần tôi đi đường đèo nè, tôi chạy xe ngang á. Mà biết không, nguyên cái cục đá nó bự bằng chiếc xe hơi mình á, nó nằm sát bên lề. Ghê, nó rớt xuống à? Nó rớt. Mà sao không ai không trúng ai à? Ừ. Đi. Thôi đi lên xe đi. Đứng hồi nó tè tuột cái chân thấy bà nội. Ơ sô cô. Rớt cái gì hoài. Cái gì vậy ta? Cái ba lê của tôi á. Không, không phải. Cái đồ này cũng cả. Cái một cọc mà còn. Ủa rồi Thu Anh làm là cái tiệm nail là cũng mười mấy năm luôn á hả? 19 năm luôn á hả? Không, tiệm Thu Anh ở dưới đó 9 năm. Rồi trước anh có cái tiệm ở đây 20 năm. Gần 20 năm rồi đó. Ủa ở đây 19 năm mà. Thì gần 20 năm rồi đó. Là cũng là như vừa mới tới là có tiệm nail rồi. Mình mới tới là mở tiệm nail là cái tiệm nó nằm ngay khu này. Ừ. Ủa vậy là có 2 tiệm hả? Thì hồi xưa là 2 tiệm. Thì Thu Anh đến là mở tiệm trước. Xong bây giờ mở cái tiệm khác. Được 10 năm sau. 10 năm sau. Thì cái tiệm dưới kia là 9 năm. Vậy là tất cả 2 tiệm. Tiệm ở đây thì mới bán lúc pandemic á, thời mà corona đó, virus corona tới á, covid xong bán luôn. Nhưng mà cô tôi anh bán 3 tháng mà không sao được covid á. Bán xong rồi mới covid. Ừ. Trời ơi, nghĩa sao tính cho mình sao á? Chứ nếu mà tham hai tiệm cái thời đó là mệt lắm. Thì cái tiệm cũ của anh nằm ngay đây đó. Ủa sao mà trước Covid bán coi như là 2 tiệm cho nên mới trước Covid mới bán 1 tiệm còn giữ cái tiệm này cho tới giờ luôn. Không, giữ cái tiệm ở dưới kia. Dưới kia hả? Dưới xa đó, nổi tiếng đó. Tiệm này đang gần đó 19 năm rồi, 20 năm đó. Qua là mở tiệm liền đó. Mà bữa nay không có đi làm hả? Bữa nay tiệm sao? Tiệm có nghỉ không? Ủa đóng cửa chủ nhật hả? Để đi lễ đi đồ hả? Mình là tôn giáo nên cũng không dám mở chủ nhật. Chủ nhật hôm nay để dành chủ nhật đi lễ. Thì là ban ngày là nguyên tuần hai chồng là ở tiệm nail. Bao nhiêu từ ghế? Tiệm dưới đó thì 12 ghế. Cũng bự quá ha.
người nào mà thợ mà ở bên ví dụ như chỗ khác tới làm không? Sư hơn cái tiệm ở đây á, tiệm lớn thì đa số là muốn thợ ở tại bên Đài Loan. Ở đây thì chú anh xưa là chỉ có chỗ ở cho thợ mới ở, mới qua ở mới làm cho mình. Thì mình phải bao lương. Vậy hả? Bao lương cũng cao lắm á. Cái tiệm cũ lúc bán rồi là cái tiệm đó bự hơn cái tiệm nhỏ nhỏ này hả? Tiệm này thì 3.000 square feet, gấp đôi á, cũng được 12 tháng. Là coi như tiểu bang khác qua làm thôi. Chắc là người nhà, chị Trang này kia có làm, chị Loan này kia làm chung luôn hả? Ô trời, cũng ướt quá ha. Trời, tiệm nail toàn là người trong nhà không mà làm, quá trời đã luôn. Chứ là một số thợ ở lại Lan Tàu quá. Mà sau này, sau thấy họ ít qua, cái thời pandemic tới giờ á, em than khó kiếm thợ quá. Ở đâu cũng than á. Đúng rồi. Nói kiếm thợ không ra. Nhưng mà dù sao mình cũng có người nhà mình làm cũng đỡ chứ. Không? Với lại mình cũng tự biết nghề mình làm luôn. Cũng đỡ hơn là hai người luôn là chồng cũng là hai thợ rồi có gì nữa. Ủa nhưng mà thường thường bao cái tiểu bang qua là bao nhiêu một tháng? Cao lắm á. Cao là nhiêu? Đấy, tùy tiệm nữa ha. Thì đó có ví dụ gì? Ví dụ cái tiệm mà cũ đó là bao nhiêu lúc đó đó? Cái tiệm có tiệm thì bao 800 một tuần, có tiệm bao 1.000. Một tuần tùy nữa theo hả? Tay nghề thợ nữa. Wow, một vậy tuần hả? Đó. Làm thì khách thì đông. Rồi bao mình bao ở luôn hả? Hay là ở là mình cho ở đóng tiền tháng? Có người thì lấy lúc đó Hoan tính tiền á thì Hoan nhớ có người á 150 một tháng, rẻ lắm, cũng như lấy đại khái vậy thôi. Để mà điện nước thôi vậy. Thôi đổi nhà này, để vô nhà thôi, tám quá. Cảm ơn Thu Anh nha. Thôi bây giờ mình up cái clip này ở đây đi. Rồi có gì mình sao ha, tính sao ha. Cảm ơn tất cả bye mọi bye. Người, các bạn của Cam Thơ. Cảm ơn Thu Anh đã chở và Tấm đi lễ chủ nhật. Nhưng mà đi lễ nước hoài buồn ngủ quá. Nãy hai đứa nhớ nhẫn như các cảnh. Rồi chúc các bạn một ngày an lành nha, bye bye. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Cam Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Cam Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you.